Hậu ly hôn Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục vướng thêm scandal tình ái căng đét với Trần Hiểu. Mới đây, hai tờ báo xứ Trung đình đám là QQ và 163 đồng loạt có bài viết với dòng tít nổi bật: Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu quay lại với nhau, tán tỉnh lỗ liễu, bón cho nhau ăn, Trần Nghiên Hy liệu có biết hay không? Không chỉ vậy, bài báo còn cho biết thêm, một blogger cũng tin rằng cặp đôi đã tái hợp, hiện tại đang yêu nhau say đắm. Không chỉ vậy, bài viết còn đăng tải những hình ảnh ngọt ngào trước đây của cặp đôi, từ việc Trần Hiểu lặn lội tới phim trường để gặp gỡ trò chuyện với mỹ nhân họ Triệu, cho tới những lần đi tham gia show. Chính vì lý do này mà Trần Nghiên Hy bị réo tên. Hiện tại, cả hai nhân vật đều không lên tiếng phản hồi. Trước đó, sau tuyên bố ly hôn, một lượng lớn fan của Triệu Lệ Dĩnh tràn vào Weibo của Trần Hiểu bình luận mong anh tái hợp với mỹ nhân họ Triệu. Trong khi đó, Trần Nghiên Hy lại có thái độ khá cứng rắn khi được hỏi về việc nghĩ gì khi thấy tin tức về Triệu Lệ Dĩnh thời gian qua. Nàng tiểu long nữ đáp: "Hôn nhân là chuyện riêng của hai người, chỉ cần hai chúng tôi vẫn hạnh phúc, không cần phải quan tâm tới những chuyện khác." Nhiều năm qua, người ta vẫn râm ran tin đồn rằng Trần Nghiên Hy chính là tiểu tam xen vào cuộc tình của Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu. Năm xưa, trong một show truyền hình, khi MC đặt câu hỏi rằng liệu có phải hai người đang hẹn hò không, Triệu Lệ Dĩnh ngượng ngùng nhìn về phía Trần Hiểu và nói nhỏ: "Anh nói đi." Trần Hiểu chỉ gật đầu nhẹ, cười mà không nói bất cứ câu gì. MC tiếp tục hối thúc cặp đôi tin đồn nói ra câu trả lời cuối cùng: "Vậy các bạn có thể nói ra cho tất cả mọi người đều biết được không nhỉ?" Lúc này nam diễn viên họ Trần trả lời đầy ẩn ý: "Bây giờ phải bảo vệ bí mật." Xét về khoảng thời gian cặp đôi vướng tin đồn tình ái, Trần Hiểu luôn luôn giữ thái độ không khẳng định cũng chẳng phủ nhận. Vậy nhưng, tới năm 2014, khi Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy cùng hợp tác với nhau trong bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp, lúc này, Trần Hiểu bắt đầu hẹn hò với Trần Nghiên Hy, công khai thừa nhận chuyện tình cảm trên Weibo. Nam diễn viên Mộng Hoa Lục nói rõ ràng rằng anh và Triệu Lệ Dĩnh luôn là bạn bè. Những hình trước đó chỉ là do công ty tung ra và thổi phồng mọi thứ, còn anh luôn từ chối việc này. Sau vụ việc, Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng xóa hết mọi bài viết liên quan tới người tình tin đồn trên Weibo. Đáng chú ý, sau khi Trần Nghiên Hy sinh con trai, Triệu Lệ Dĩnh thẳng tay hủy theo dõi với Trần Hiểu. Nhiều người cho rằng, nếu cả hai không hề có tình cảm mà chỉ là bạn bè như Trần Hiểu nói, thì chẳng có lý do gì để Triệu Lệ Dĩnh hành động phũ phàng như thế. Mới đây, truyền thông xứ Trung đăng tải loạt hình ảnh cực mới của Triệu Lệ Dĩnh. Sau khi công khai ly hôn gần một tháng, nữ diễn viên họ Triệu được bắt gặp đi tụ tập cùng bạn bè tới KTV. Đi bên cạnh cô là Lý Tuyết, chị gái Lý Băng Băng. Cả hai tới karaoke lúc 11 giờ đêm và tới tận 5 giờ sáng hôm sau mới tàn tiệc. Có thể nói Triệu Lệ Dĩnh đã bùng xoạ hết mức khi được tụ họp với bạn bè. Trước khi lên xe trở về, cô liên tục nói cười với mọi người. Có lẽ nữ diễn viên họ Triệu thực sự có một đêm quẩy hết mình, giải tỏa mọi căng thẳng và áp lực từ phía truyền thông dư luận suốt thời gian qua. Trước đó, Phùng Thiệu Phong cũng được cho là đã mở bữa tiệc độc thân, vui chơi hết nấc với nhóm bạn. Có thông tin cho rằng bạn gái cũ của tài tử họ Phùng là Nghê Ni cũng tới tham dự. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng Phùng Thiệu Phong không hề vui vẻ như lời đồn. Mới đây, một cư dân mạng vô tình bắt gặp Phùng Thiệu Phong đang quay phim Tâm Cư trên đường phố Thượng Hải. Anh vui vẻ trò chuyện với bạn bè, nhưng điểm khiến khán giả chú ý hơn cả chính là gương mặt hốc hác tiểu tụy và chiếc cằm nhọn hoắt của nam diễn viên Minh Lan Truyện. Phùng Thiệu Phong xuất hiện tại một chợ bán rau để ghi hình. Dù mặc áo khoác denim và quần đen khá rộng rãi, nhưng khán giả vẫn soi được hai chân gầy đét như que tăm của chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh. Sau khi đường ai nấy đi với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh chẳng những không giảm sút danh tiếng mà còn nhận được hàng loạt hợp đồng quảng cáo của các nhãn hiệu danh tiếng. Có thể nói, Triệu Lệ Dĩnh đang là mỹ nữ độc thân đắt giá nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. Rất nhiều người đặt dấu hỏi về cuộc sống đời tư hiện tại của nàng Sam Sam sau khi không còn gánh nặng gia đình.